Anh ơi, chương trình chúng ta chỉ mới đi qua được 7 tiết mục mà thôi. Phía trước còn rất nhiều tiết mục hay, rất nhiều tiết mục hấp dẫn. Và ngay bây giờ, để thay đổi không khí của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đến với tiết mục của một vị khách mời được không ạ? Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự hiện diện của anh Nguyễn Thành Giang. Anh là cựu sinh viên của khoa ngữ văn pháp khóa 05. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì anh Giang sẽ góp vui bằng một tiết mục văn nghệ ạ. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Thành Giang. Chào tất cả các bạn. Năm nào cũng rất là vui, rất là hồi hộp khi mà cứ gần tới tháng 12 là nhận được một cái thông báo, một cái lời mời từ ban chấp hành khoa về tham dự cái lễ hội Đông Phương này. Thì anh không phải là sinh viên của khoa Đông Phương ngày xưa, nhưng mà cũng chơi, cũng gắn bó, cũng ăn dầm nằm về với khoa Đông Phương lắm, nên là chắc có lẽ là vì vậy mà thầy ưu ái năm nào cũng mời vậy. Năm nào cũng rất là hồi hộp. Và bài hát đầu tiên gửi đến cho tất cả các bạn ở đây, một bài hát Nếu Anh Được Chọn Lựa. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy
sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề. Oh!
mời anh nán lại sân khấu một chút thôi.